Rồi, quá giờ mình nghĩ chắc anh em ai cũng đã biết được nào Windows 11 có cái gì mới rồi, thay đổi như thế nào đúng không? Các kênh YouTube công nghệ làm hết rồi. Cơ bản là ngay Z trong group thì cũng đã đăng những hình ảnh thay đổi về Windows 11 so với Windows 10 rồi. Anh em nào chưa vào group ngay Z thì join ngay nhá. Link của group thì mình sẽ để ngay phần comment cho anh em vào cho dễ nha. Sắp tới có giveaway đấy, nhớ vào nha anh em. Rồi, quay trở lại cái vấn đề chính thì mình đã sử dụng, mình làm việc và giải trí ở trên cái phiên bản Windows 11 này cũng hơn một ngày rồi. Nói chung là hơn 24 giờ đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về những cái trải nghiệm của mình trên Windows 11. Ok, let's go. Ok, cái đầu tiên mà anh em quan tâm nhiều nhất khi một cái phiên bản cập nhật gì đó mới ra là anh em quan trọng nhất. Đúng hơn là Windows 11 nó có mượt không? Thì câu trả lời của mình, có. Nó mượt hơn cả Windows 10. Nó mượt hơn rất nhiều, mượt quá trời mượt luôn, nó mượt hơn những gì mình suy nghĩ luôn. Uầy, nó không đùa đâu anh em ạ, cái này thật đấy. Mình cũng hơi bất ngờ luôn vì đây là bản beta của developer nhá, không phải chính thức của Windows. Mà nó cũng mượt được như thế này rồi, nên trong hơn một ngày mà mình vọc vặt và làm việc ở trên cái phiên bản này á, thì mình cực kỳ là hài lòng luôn. Những cái mượt của nó có thể thấy rõ ở những cái animation đóng mở cửa sổ này, cũng như là thu phóng to rồi thu nhỏ các kiểu, di chuột bấm mở ứng dụng vân vân. Mọi thứ đều rất là smooth. Và nhắc tới animation á, thì đúng là bản Windows 11 này có thân thiện hơn rất là nhiều luôn đấy. Có những cái hiệu ứng thu nhỏ phóng to nhìn đã mắt cực kỳ luôn. Nói chung là cái bộ hiệu ứng mới của Windows 11 làm cho mình cảm giác rất là thích thú và nó cũng rất là mượt nữa. Còn những cái ứng dụng mà mình làm việc thường xuyên hàng ngày á, thì mình cũng cài trên Windows 11 này để sử dụng luôn. Thì mình thấy là chẳng hạn như là Chrome nhá, mình bật đâu đó cũng chục tab đấy, mỗi lần làm việc như là Facebook này, mail, YouTube, Shopee, TikTok, những cái thông tin cơ bản mình tìm kiếm vân vân. Nói chung nhiều lắm. Rồi tiếp theo là cái ứng dụng Premiere để dựng video này, rồi Photoshop để làm thumbnail, chỉnh màu, chỉnh ảnh các kiểu nữa. Mọi app đều là bản quyền nha. Nó cực kỳ là tốt và mượt luôn. Nói chung là cái hiệu suất dùng của nó chả khác gì Windows 10 cả khi mà mình cài những ứng dụng này để sử dụng hàng ngày. Nói chung không có gì để chê ở khoản tối ưu hóa hay thậm chí là cái riêng cái sự mượt mà mặc định của bộ giao diện mới ở trên Windows 11 thôi, là mình đã thấy nó thích hơn rất nhiều so với Windows 10 rồi. Nói chung là hơn một ngày vừa qua mình sử dụng và trải nghiệm làm việc nó thì mình cảm thấy là rất là tốt, không có gì để chê cả. Nhiều anh em bảo là lỗi này lỗi kia, nhưng mà với cá nhân mình thì mình dùng gần như là không gặp một cái lỗi gì cả. Và bên cạnh đó, ngoài cái sự làm việc của mình ở trên Windows 11 và cái những cái ứng dụng kiểu làm việc như hồi nãy mình có nói á, thì với những cái tựa game chẳng hạn như là mình điển hình ở trên này, hiện tại mình đang cài cái duy nhất là limit điện thoại thôi. Mình chơi ở trên Windows 11 thì mình thấy là nó vẫn cho hiệu suất chơi rất là tốt, không có tình trạng giật lag hay là lỗi bị văng game hay là bất kỳ một cái tình trạng gì đó cảm thấy khó chịu trong quá trình mình chơi. Nó vẫn đạt được cái hiệu suất tối đa như là FPS cao rồi những cái thứ mình chơi trên Windows 11 này á, thì nó rất là tốt. Nói chung là mình không có gì để chê về việc làm việc và cũng như là chơi game trên Windows 11 cả. Về cơ bản sau hơn một ngày sử dụng thì mình cảm thấy là nó cho hiệu suất làm rất là tốt và mình cảm giác mình bị nghiện luôn anh em ạ. Đặc biệt là cái giao diện của nó và cũng như là những sự mượt mà nó mang lại, thì mình cảm thấy là đây đúng nghĩa là Windows cải tiến như là Mac OS luôn. Nó mượt, nó đẹp, dùng rất là đã luôn. Và mình sẽ không xuống bản Windows 10 đâu, trừ khi nó vướng phải một cái lỗi gì đó nghiêm trọng. Mà nhắc tới lỗi nhá, thì mình nghĩ là cũng rất nhiều anh em trước khi lên cái phiên bản Windows 11 này thì đều thắc mắc rằng là nó có lỗi hay không. Thì mình cảm thấy là nó không lỗi gì cả. Từ hôm qua đến giờ mình sử dụng thì mình chả gặp một cái lỗi gì. Mà thật ra mình cũng không biết nó có phải là lỗi hay không anh em ạ. Tuy nhiên vẫn sẽ có một vài điểm trừ mà mình không thích ở trên Windows 11. Đó chính là về những cái bộ giao diện của nó thì mình cảm thấy là nó chưa đồng bộ tốt lắm. Chẳng hạn như là một vài những ứng dụng này nha, anh em thấy này, mỗi ứng dụng thì nó là một kiểu hình icon khác nhau. Tức là nó không kiểu đồng bộ như là trên điện thoại hay là ở trên Mac OS đó. Tức là những cái ứng dụng thì nó đều nằm trong một cái ô vuông được bo tròn như thế này ở tất cả những ứng dụng luôn. Thì nhìn em xem đấy, nó sẽ đồng bộ hơn đúng không? Và đây cũng là cái bộ giao diện mới của Windows thì nhìn nó phẳng hơn, nó đẹp hơn, nó có độ bóng các thứ, thì mình cảm giác là họ cũng nên làm những cái icon nó nên tương tự như vậy thì nhìn nó sẽ đồng bộ hơn. Cũng như là anh em cũng đã thấy rồi, cái bộ giao diện mới ở trên Windows 11 á là nó theo dạng bo cong ở các góc, tức là nó không kiểu vuông góc mà kiểu cứng cứng như là Windows 10 nữa. Nhưng ở một vài chỗ chẳng hạn như là ở cài đặt nhé, ở một setting wifi này hay là những cái mục như kiểu mình bấm vào thông báo này, thì nó vẫn có những cái kiểu rất là vuông vức, nhìn nó không được đồng bộ cho lắm. Và cá nhân mình á thì mình cũng không thích cho lắm cái việc này. Mình nghĩ là Windows họ nên đồng bộ hẳn luôn, là bo cong hết tất cả góc ở tất cả những cái giao diện thì nhìn nó sẽ tốt hơn và đồng bộ hơn. Ok, và đó là những cái chia sẻ của mình sau hơn 24 giờ mình sử dụng Windows 11 để làm việc và cũng như là chơi game giải trí với nó.
Tổng quan lại thì mình nghĩ là anh em nên lên phiên bản Windows 11 này và nên trải nghiệm với nó, bởi vì mình dùng nó mình cảm giác rất là thích và cực kỳ mượt mà luôn. Nó chẳng có gì để chê cả. Ngoài ra thì Windows 11 cũng có một cái thay đổi nhỏ nữa, đó chính là nó làm cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn về mặt giao diện là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai là những cái âm thanh thông báo nha, thì mình nghe nó cũng dễ chịu hơn, mình rất là thích. Đó. Đó. Đấy, tiếng của nó nhẹ nhàng hơn hẳn so với Windows 10 đúng không? Anh em thấy sao? Đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video nha. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe trên YouTube Gadget. Mình là Kha Tổng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace.